Chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ là 23 giờ 30, gần giao thừa rồi. 23 giờ 31 rồi, gần giao thừa rồi. Thì mình có làm một nồi lẩu để chuẩn bị mời anh em vào nhà để ăn bữa cơm giao thừa. Thì đây nồi lẩu đây, mới đây đang sôi rồi đấy. Đây là mình làm đồ nữa này. Đây là kho thịt gà này, cá này, thịt bò này, rau này, rau cải xoong này, ở ngoài suối nhiều lắm nhỉ. Đây là bia này, một thùng bia này. Đây này, hai két bia nữa này. Hai két bia nha. Đây là ba can rượu nữa nha. Đầy ắp luôn đấy. Ngồi ở đây và chờ anh em đến là dứt thôi. Đã xong xuôi hết rồi. Đây là mama, mẹ mình nhá. Gần giao thừa và mặt trời mưa to quá. Ủa, trời đang mưa rất to này. Ở Thái Nguyên có mưa đá này, với lại gió lốc này. Chờ lâu quá bạn bè chưa đến, mặt trời mưa to quá các bạn ạ. Trời đang mưa rất to, các bạn có thể nhìn xa xa. Đấy, trời đang mưa rất to này. Bạn bè muốn chưa đến được, chỉ còn 20 phút nữa thôi là màn hình sáng không nhìn được. 20 phút nữa là giao thừa rồi. Mình cũng chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, làm ăn phát đạt, tiền nhiều trong năm mới. Nói chung là có tiền nhiều, nhiều sức khỏe nữa các bạn nhé. Rồi, mình xin dừng video tại đây để mình đi đón bạn đã. Giao thừa gần đến rồi. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.